Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Hôm nay mình xin tiếp tục cái series video hướng dẫn các bạn về lập trình macro Excel. Thì hôm nay mình sẽ không phải làm một video hướng dẫn về các cái lập trình ở trong VBA nữa, mà hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề mới. Một cái vấn đề mà hiện tại là gặp rất nhiều ở trong môi trường khu công nghiệp, đặc biệt là trong các nhà máy sản xuất SMT. Thì như các bạn đã biết, SMT là công nghệ dán bề mặt, thì một cái cấu hình lai để sản xuất ra một cái thành phẩm PCB của SMT nó có rất nhiều máy và máy móc rất là hiện đại, như là printer, quét solder, SPI, check solder, máy mounter để gắn linh kiện, dán linh kiện lên bản mạch, máy AOI để check lại, kiểm tra lại các cái điều kiện của máy mounter sau khi đã gắn linh kiện, và lò reflow để gia nhiệt để hàn linh kiện. Thì cấu trúc cơ bản, cái hai cái yếu tố quan trọng nhất mà hình thành lên cho các cái máy SMT đó là về mặt cơ khí mechanical và program, tức là cái chương trình, những cái file liên quan đến CAD, Gerber, tọa độ, check plot, hay là các cái điều kiện về nhiệt độ đã được set up vào trong máy để cho máy có thể dựa trên những cái tọa độ, những cái check plot hay là những cái điều kiện nhiệt đấy để có thể hoạt động chính xác và tạo ra cái thành phẩm PCB hoàn hảo nhất, không ảnh hưởng đến chất lượng. Thì hai cái yếu tố này sau một khoảng thời gian dài, và nhất là cái mechanical sau một khoảng thời gian dài sử dụng, thì cơ khí của máy nó đã xuống cấp rất là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các cái quá trình vận hành trơn tru của máy, và đôi khi một số vấn đề nó phát sinh ra trong quá trình sản xuất, như là chất lượng hay là pick up error, IFC gì đấy. Thì đó, khi mà cái trouble đấy xảy ra thì có thể là chúng ta có thể là sẽ khắc phục ngay bằng cách là thay part của máy hay là như thế nào đấy, nhưng mà hầu hết thì để có thể là duy trì được sản xuất và không ngắt quãng sản xuất, thì các anh PMVP đang chọn một số cách khác, đó là modify program hoặc là modify tạm thời các cái part của cơ khí. Nhưng mà sau khi mà modify như vậy thì sau một khoảng thời gian, khi mà có đến các cái đợt bảo dưỡng định kỳ hay là các cái đợt thay thế part, các cái thay thế spare part, thì cái cơ khí nó lại trở lại bình thường, và lúc này là cái program chỉnh sửa theo cái cơ khí đã được cân chỉnh đấy, thì nó lại thành ra là một cái không chính xác nữa, vì bây giờ cái sai nó lại ốp vào một cái đúng thì nó lại thành cả sai, và ngược lại như thế. Thì lại tương tự như thế, cái chương trình lại phải modify lại một lần nữa, và sau một khoảng thời gian, cái cơ khí mà sau khi đã được chỉnh sửa cân chỉnh rồi, nó lại out spec, và nó lại xảy ra cái tình trạng trouble, và lại lặp lại một cái vòng lặp, đó là lại modify chương trình để cover cho cái trouble liên quan đến cơ khí. Và như thế là chúng ta lại đi vào cái vòng luẩn quẩn, và cái lỗi xảy ra vẫn xảy ra, chất lượng không được cải thiện. Thì bây giờ chúng ta cần phải quản lý xem là cái lịch sử history modify của chương trình nó như thế nào, hoặc kể cả là modify về mặt cơ khí nó đã xảy ra như thế nào, ai là người sửa, thì chúng ta mới có thể là có một cái nhìn tổng quát hơn để phân tích sâu hơn xem là đang gặp vấn đề gì, và trong quá trình lỗi xảy ra đã sửa những cái gì để sau này nếu mà lỗi thì chúng ta còn có thể là khắc phục ngay. Vậy thì bây giờ là có một cách rất là đơn giản, đó là ghi chép lại bằng sổ, nhưng mà thường thì những cái mà nó mang tính chất giấy tờ nó rất là nhàm chán. Vậy bây giờ mình sẽ đưa ra một cái giải pháp mới, đó chính là sử dụng cái macro mà chúng ta đã bàn với nhau từ rất là lâu. Thì đây là một cái file record trên point trong chương trình của tất cả các máy ở SMT.
thì một cái giao diện của nó như này, nó gồm có một cái bảng login như thế này. Các bạn có thể xem lại các cái clip trước của mình, đã có một lần mình hướng dẫn làm về cái user form đăng nhập login vào một hệ thống. Nó cũng sẽ có username, password, login change path hay là ép code mới đó. Và cái sheet quan trọng nhất đó là cái sheet record của chúng ta. Đây là cái bảng record daily. Khi mà các bạn có thể sử dụng file này yêu cầu PM prepare hay là PM chương trình, khi mà có cái điểm thay đổi gì đấy thì phải đăng nhập vào hệ thống, có username, password và login vào. Sau đấy là phải điền những cái thông tin đăng nhập, những cái thông tin đã modify là line nào, model nào, con linh kiện gì, hiện tượng lỗi là gì, hay là trên point 1, trên point 2, trên point 3 là gì. Thì chúng ta ngay lập tức hệ thống có thể cho chúng ta biết được là ai là người đã sửa và sửa vào ngày tháng năm nào, giờ nào. Và hệ thống cũng sẽ cảnh báo cho ta biết luôn người sửa cuối cùng là ai và time là như thế nào. Đó. Và cái sheet này hoàn toàn đã bị khóa vào. Nếu mà các bạn không đăng nhập login ở cái form này thì sẽ không vào được trong hệ thống này. Đấy. Thì cái mục đích của cái file record history trên point này là như thế. Bây giờ mình sẽ thử demo cho các bạn xem nhé. Bây giờ đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải là có username và password. Login. Mình login sai nên là hệ thống đã báo là phải vui lòng thử lại. Password có vấn đề. Ok. Mình sẽ nhập lại. Rồi, bây giờ mình đã đăng nhập thành công, và sau khi mà đăng nhập vào hệ thống sẽ không có một bảng thông báo, một cái user form hiện ra. Nó yêu cầu chúng ta sẽ phải nhập line, model, partner hay là bất cứ cái path nào hỏng hóc. Cái hiện tượng hỏng hóc là gì? Và các cái action đã làm, các cái điểm thay đổi là gì? Điểm thay đổi 1, điểm thay đổi 2, điểm thay đổi 3. Sau khi điền hết tất cả các thông tin này, chúng ta sẽ ấn nút save. Thì thông tin sẽ được lưu vào cái file record của chúng ta. Mình sẽ ví dụ line M6, model E100, while là partner là head, hiện tượng là cong trục bending axis. Thay đổi là gì? Cân chỉnh cavalry. Thay đổi thứ hai là clean. Cái thứ ba là change, exchange head. Head. Ấn save. Đó thì ngay lập tức là các cái thông tin mà mình đã record nó sẽ được input vào cái bảng daily record của chúng ta. Và tương tự thế, đó thì ông này đã được, sau khi đăng nhập đã được record lại là pick của ông này đã có một số cái điểm thay đổi ở trong ngày 15 tháng 5 vào lúc 9 giờ 10 phút như thế này. Và đây cũng sẽ record lại last modifier là ai và thời gian nào, ngày tháng năm nào và giờ nào. Rất là đơn giản đúng không? Thì khi mà chúng ta có một cái record như thế này thì sau một cái khoảng thời gian dài và cái list này nó dài ra, chúng ta có thể dễ dàng tra lại xem là lỗi lặp đi lặp lại nó do đâu và ai là người sửa. Sau đấy là chúng ta có thể có một cái quản lý rất là hiệu quả liên quan đến history modify, cả về cơ khí hay là về chương trình. Đó. Ngoài ra ở trong cái phần mềm này thì nó cũng sẽ có một số cái chức năng như là change password. Ví dụ bây giờ là username của mình là anh ở đây, path cũ của mình như thế này, mình sẽ đổi thành 1, 12 đi. Trên path, hệ thống đã báo là chúng ta đã trên path thành công. Ok, mình sẽ nhờ thử lại nhé. Đăng nhập lại. Ok, mình đã đăng nhập vào được. Hoặc là chúng ta có thể là ép thêm code mới vào. Ví dụ là username là Trân Anh đi. À không, đúng rồi. Trân Anh, username Trâm Anh, password là 1 đi, F
hệ thống đã báo ok, thêm user thành công. Bây giờ mình sẽ thử đăng nhập lại bằng cái username mới lập. Trâm Anh một này, copy. Ok, cũng thành công. Thử lại một lần nữa nhé. Add thêm này. Pew, pew. Pew, pew luôn. Một. Add. Ok, thêm thành công. Đăng nhập lại thử. Pew. Ấy. Pew. Pew. Password sẽ là một. Ok. Rồi. Thì như thế là ngay lập tức chúng ta đã đăng nhập vào hệ thống và sử dụng được cái user này để cho các cái anh PM prepare là PM chương trình có thể đăng nhập vào và sẽ record lại khi mà họ có bất kỳ cái thay đổi nào liên quan đến chương trình hay là về cơ khí. Thì đó là một cách quản lý rất là hay để chúng ta có thể là preventive, hạn chế những cái lỗi lặp đi lặp lại liên quan đến chương trình hoặc là cơ khí. Thì đây là một cái file làm hoàn toàn bằng cái lập trình Visual Basic Macro ở trong Excel. Thì nếu mà các bạn cảm thấy cái file này hữu ích và cần thiết cho cái job thực tế của các bạn hãy đăng ký kênh và subscribe và like chia sẻ cái video này của mình. Sau đó liên hệ với mình qua cái địa chỉ Facebook, mình sẽ gửi cho các bạn cái file này. Các bạn có thể là mở code của file để có thể tùy biến vào các cái live sản xuất thực tế của các bạn. Thì cũng mình cũng rất là hy vọng là đối với lại cái file này thì các bạn sẽ tạo ra được một cái file quản lý thực sự là hữu ích cho cái nhà máy, cho cái công việc của các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo về các cái ứng dụng ở trong Excel bằng Macro. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.